Và câu hỏi cuối cùng là cùng một hành động thì thế nào gọi là nhân, thế nào gọi là quả? Tiếng Việt của mình ấy, sư có một cách để cho quý vị dễ nhận biết nè. Cái gì mà nó đi kèm với cái chữ được, cái chữ bị, cái chữ có thì nó là quả. Ví dụ như chú có tiền, nó là quả. Tôi được tiền hoặc thì nó là quả. Tôi bị người ta chửi tôi thì nó là quả. Thấy chưa? Tôi được người ta thương thì nó là quả. Là tôi được tới cái lớp học này, nó là quả. Tôi có cái viết, nó là quả. Đi kèm tới ba chữ này: được, bị và có. Thì những cái thứ đó nó là quả. Nói một cách khác, những cái gì á mà sáu căn mình, những cái giác quan của mình ấy, nó tiếp xúc với những cái đối tượng của nó thì nó là quả. Ví dụ như mình nhìn thấy cái bàn thì nó là quả. Nhìn thấy cái bàn nó là quả. Tại vì sao? Nhờ cái phước quá khứ cho nên mình mới nhìn thấy cái bàn. Chứ nếu như mình không có phước, mắt mình mù, mà bản thân mắt mình mù, mình không nhìn thấy cái bàn, nó cũng là quả. Hiểu chưa? Rồi thế nào là nhân? Nhân là cái cách mà mình phản ứng lại khi mà sáu căn của mình tiếp xúc với sáu trần. Hay nói cách khác, nhân là cái cách mình phản ứng lại khi các giác quan của mình tiếp xúc với đối tượng của nó. Mình phản ứng như thế nào đó thì nó là nhân. Sư nói là nhân là cách mà mình phản ứng lại. Không, cái tâm nó bản thân nó không phải là nhân, mà cái cách cái tâm nó phản ứng lại. Hiểu không? Có nghĩa là tôi phản ứng lại bằng cái tâm tham thì nó là nhân, phản ứng lại bằng cái tâm sân nó là nhân. Khi mà mình có được cái tâm ấy, mình có được cái tâm, nó là quả của quá khứ. Vì mình còn sanh tử cho nên mình mới có cái tâm. Hiểu chưa? Cho nên nó thuộc về quả, nhưng mà cái cách cái tâm nó phản ứng thì nó lại là nhân. Bác sư có trường hợp như thế này, có một bà cụ bán nặng, bà bệnh không có ai nuôi mà người ta hôi lắm. Thì có một cái cô đó, cổ lại cô chăm sóc, thì có hai luồng dư luận. Một luồng thì nói rằng cái cô gái đó là bị trả nghiệp phải đi chăm sóc bà cụ đó. Rồi có một người thì nói là cái cô gái đó đang tạo phước cho kiếp sau. Thì trường hợp đó là nhân hay là quả sư? Nó như vậy nè. Cái việc mà cô gái đó gặp bà cụ nó là quả. Hiểu chưa? Cái việc cô gái gặp bà cụ nó là quả. Và khi cô gái gặp bà cụ, cái cách cô gái phản ứng lại nó là nhân. Cô gái phản ứng lại bằng cách cô gái chăm sóc bà cụ, nó là nhân. Hoặc là nếu như còn người dân, họ gặp bà cụ, nó là quả. Nhưng mà cái cách họ phản ứng là họ xa lánh bà cụ, nó là nhân. Do cái quả nó trổ cho nên mình mới gặp nhau. Cái quả nó trổ cho nên cô gái mới gặp bà cụ. Thì cái sự gặp đó chính là quả. Còn cái cách mà cổ phản ứng lại, nó là nhân. Cùng một hành động mà vừa nhân vừa quả. Không, phải phân biệt. Cô gái gặp bà cụ, khi mà con mắt cổ nhìn thấy bà cụ, tay cổ tiếp xúc với bà cụ, lỗ tai cổ lắng nghe bà cụ, nó là quả. Nó là quả của quá khứ. Cho nên mới gặp những cái trường hợp đó. Nhưng mà đó, cái cách cổ phản ứng lại, có nghĩa là sao? Cổ chăm sóc bà cụ. Cổ có cái lòng, cổ muốn chăm sóc bà cụ. Thì khi mà cổ phản ứng lại đó, thì cổ đang tạo nhân.